Chào các bạn, hôm nay tôi làm một thực nghiệm, một clip rất hay là làm theo các thầy dân gian, đúng không? Làm theo các thầy dân gian vì có một bạn ý hỏi là các thầy thì thực ra có hai cái câu hỏi nhưng mà không làm trong một cái clip này được. Một người thì bảo là thầy thì bảo là chuông gió thì dẫn ma quỷ về, thầy thì bảo là chuông gió thì hóa giải ngũ hoàng, còn tôi thì bảo là chả tác dụng gì cả. Thì như thế nào? Thì cái đấy là ở một cái chủ đề khác. Còn hôm nay thì có một bạn hỏi là các thầy bảo là dùng su cổ cho vào khi bốc bát hương thì có tác dụng gì và có đúng hay không? Thì thực ra tôi cũng có chỉ trả lời vắn tắt là đấy là một cái lời khuyên phản khoa học và sẽ đi tìm những cái đồng xu để làm thực nghiệm cho bạn ấy xem. Và hôm nay tôi sẽ kiếm được những cái đồng xu này để cho các bạn một cái thực nghiệm thực tế. Thực nghiệm hôm nay của chúng ta không có nhiều. Tôi cho các bạn xem cận cảnh trước. Đây là cái đồng xu, nó cũng chưa phải là xu cổ. Đây, đồng gì đây? Càn Long thông bảo này. Đây là đồng xu, đồng đúc tôi đúc của Học viện Phong thủy Ngũ hành. Hai mặt, một mặt trấn trạch hóa sát và một mặt là Học viện Phong thủy Ngũ hành. Đây là đồng mới, đây là đồng cũ. Đồng cũ này là tôi đổ keo rất nhiều lần, tôi đặt dưới các cái linh vật, tôi đặt đổ keo và tôi vừa mới cậy ra nó vẫn còn dính keo đấy. Đây là đồng bạc của Đức Phật lấy từ Tây Tạng về, cũng là một dạng gọi là đồng bạc, cũng không thể gọi là su cổ được. Đồng bạc quá cổ điển. Tuy nhiên cái đồng xu mà chúng ta nói đến hôm nay là cái đồng xu bé bé này này. Đồng này nó chưa bị cổ, nó chưa bị hoen gì đâu, nhưng mà tôi chỉ tìm được cái đồng này thôi. Và một cái linh phù của tôi cũng đúc khuôn làm keo nhiều, bây giờ nó vẫn còn dính đống keo, đống đất đây, tôi còn chưa kim tự tháp đây, tôi còn chưa bỏ ra. Đấy. Vậy là các bạn xem được cận cảnh những đối tượng. Thông thường khi tôi nhập hàng, tôi những cái đồ keo các thứ về thì thường họ tặng những cái đồng xu này và vì tôi biết là nó vô giá trị tôi hay vứt đi. Tuy nhiên tự nhiên nó sót ra được một đồng, tôi nghĩ là đâu đó còn một đồng nên là tôi tìm mãi nó sót ra một đồng và đồng này nó chưa cổ. Còn cái đồng xu cổ mà các thầy hay khuyên cho vào bát hương để dưới gầm giường cực kỳ nguy hiểm. Vì sao? Vì nó bị oxy hóa rồi các bạn. Oxy hóa có nghĩa là nó gặp nước, gặp axit. Tại sao gặp axit? Vì những cái đồng này này người ta sản xuất thì hiện đại rất nhiều, người ta chỉ cần dập máy một phát là nó ra hàng ngàn cái, nó chạy từ máy ra. Và muốn cho các bạn thấy nó cổ hơn, người ta chỉ nhúng qua, phun qua xít cái là nó dỉ, nó mốc và người ta bán cho các bạn là đồng xu cổ. Nên là hôm nay tôi làm thử nghiệm và tôi nói về hai loại đồng xu cổ thật và đồng xu cổ giả. Nó đều có một cái đặc trưng là bị oxy hóa hoặc chưa oxy hóa nha các bạn. Đây là chưa oxy hóa. Nên là thực ra chủ đề hôm nay rất là rộng. Tôi sẽ bỏ ra ngoài để đo cho khách quan. Đây, còn một cái đồng xu này thôi. Đồng xu này có nên đo đợt đầu tiên không? Có lẽ là tôi đo nó sau, đúng không? Đây là cái đối tượng chúng ta nói sau cùng. Đầu tiên tôi đo về đồng xu Học viện Phong thủy của tôi còn mới. Tôi còn sót lại vài đồng. Trước đây thì khi hóa giải thì tôi hay dùng để trấn trạch cho khách hàng vì cái đồng này năng lượng nó cũng rất là cao. Và cái đồng này thì tôi làm lâu lắm rồi. Nó được trên 180 độ. Đấy. Nó khoảng đấy. Nó không đồng nhất thì để lâu, lúc thì 180 hoặc lúc lên một tí nhưng thôi. Đây là nó cứ dương là được rồi. Đồng xu đồng của tôi đúng không?
đồng xu mới, đồng xu đồng đã cũ và đổ keo nhiều thì không biết là nó có bị làm sao không. Đây là hai đồng tôi ốp vào nhau. Tôi ốp vào nhau xong tôi đặt những con rùa, con lân nằm trên cái đồng này. Thế là nó bị dính keo. Nó vẫn dương, nói chung dương bao nhiêu tôi không đo nữa. Bây giờ là hai đồng nó chập lại nó rất là mạnh nhưng mà nó dương rồi, tôi không quan tâm nữa. Đồng bạc Đức Phật. Đồng bạc Đức Phật thì niên đại của Đức Phật thì quá lâu đời rồi nhưng mà nó vẫn cũ rồi. Mặt thế chứ lại. Đó là lý do tại sao để cái đồng này vào ví, rất phát sinh tài lộc. Người ta hay để đồng này, một đồng này trong ví hoặc là ba đồng này ở trong két. Đây là cái linh phù của tôi, nó đã cũng bị dính, vẫn còn đất sét, vẫn còn keo. Tất nhiên là chưa bị dỉ các bạn nhé, chưa dỉ được vì nó chưa dính nước, đây là dính keo. Xem nó bị làm sao. Nó vẫn xương được 90 độ, hơn 90 độ. Thế là tốt rồi, nói chung cứ dương là tốt rồi đấy. Bây giờ chúng ta sang cái đồng này. Trước khi đo cái đồng này, thôi tôi đo rồi tôi nói luôn. Úi trời, đưa lên nó đẩy âm. Đây là nó còn chưa dỉ, nó đã đẩy âm các bạn nhé. Các bạn thấy là đây là tôi đang quay ngược lên là nó đẩy. Dơ lên là nó đẩy luôn một góc chéo rất là mạnh. Có nghĩa là nếu mà tôi dơ ra đây nó vẫn giật lại. Đấy, nó âm đến mức độ đấy cơ mà. Này, bây giờ tôi quay ngược cả mặt này lại. Vẫn thế. Mặt này âm yếu hơn một tí. Âm yếu hơn một tí nhưng vẫn âm. Này, đây là một đồng mà nó còn âm như thế này các bạn nhé. Một đồng nó âm như thế này. Mà nó âm mạnh như thế này mà quay tít hò lò như thế này. Thế mà các thầy xui các bạn đặt vào trong bát hương hoặc là đặt dưới gầm giường thì nó nguy hiểm là như thế nào. Đặt vào thì là vong linh ra tiên, làm sao về được. Năng lượng âm này nó ác, nó đẩy hết đi. Đúng là đó là lý do tại sao tôi mọi lần đo xong không tác dụng, tôi cầm tôi có cái thùng rác này tôi vứt luôn. Nhưng mà bây giờ tôi tiết kiệm nha, tôi tiết kiệm là tôi đo xong như này tôi sẽ hỏi đệ tử của tôi là ai có lấy làm clip không, tôi gửi cho họ, họ đo nốt đã. Phải tận dụng thế các bạn ạ. Cái câu chuyện cái nhà mới thì họ đang xây ở cách đấy khoảng 500m ở bên Bồ Đề Gia Lâm. Tôi không nhớ đúng Bồ Đề không, nhưng ở cái khu vực Long Biên. Thì đấy là cũng là một cái giờ, một giờ khi là mình làm miễn phí, sau đấy thì họ lợi dụng làm rất nhiều thứ các bạn. Và chả bao giờ chả một lời cảm ơn, chả một và đến khi mình làm phí dịch vụ thì họ thôi, họ không làm nữa, nhưng mà không sao. Cái câu chuyện là tại cái nhà cũ họ ở thì tôi đo ra cái âm ở giữa giường, giữa giường các bạn nhé. Thì tôi mới bảo là sao lại giữa giường âm mạnh thế nhỉ? Thì chả suốt ngày cãi nhau. Nhưng mà sau đấy thì khi cúi xuống gầm giường nhìn thì là cái hũ su cổ này. Hũ su cổ thì tôi cũng có khuyên là nên vứt đi vì đo âm mạnh như thế. Nhưng mà họ tiếc. Thứ nhất là họ tiếc, thứ hai là họ tin một thầy nào ở Hoàng Hoa Thám, tôi không nhớ tên lắm. Tại vì thực ra là những thầy dân gian tôi có giờ tôi quan tâm và tôi để vào đầu đó. Họ bảo là một thầy nào ở Hoàng Hoa Thám rất nổi tiếng. Nói chung là thế, và mọi thứ thì họ chỉ tin thấy đấy thôi. Và họ hỏi tôi là gọi là để tham khảo thêm cho biết. Nhưng mà cũng không sao, tức là cái lời khuyên của mình cách đây 18 năm về cái hũ đồng su cổ họ không quan tâm, nên là sau đấy thì bây giờ họ thế nào thì tôi cũng không rõ nữa. Nhưng vấn đề là cái lời khuyên nó rất nguy hiểm. Từ các thầy dân gian, nên là thực ra nhiều lúc các bạn cứ hỏi là thật các thầy này bảo thế này thế kia, nhiều lúc tôi làm thực nghiệm cho các bạn xem thôi, chứ các bạn ai hiểu thì có thể tự cầm cầm long, các bạn tự kiểm tra, tự khảo chứng.
thì sẽ dễ hiểu hơn. Giống ngày xưa có một cái thời tôi có văn phòng ở trên hội kiến trúc sư Việt Nam ở chỗ phố gì đấy, Tăng Bạt Hổ hay cái gì đấy, tôi cũng chẳng nhớ lắm. Thì hồi đấy tôi mở khóa thì có một bạn mà đến học. Hôm đấy là cái khóa nói chuyện miễn phí về chủ đề kiến trúc, nói về bàn thờ. Thì tôi cũng nói về bàn thờ, về đường link các thứ. Xong sau đấy các bạn lên bạn nói bạn nhiều thứ dài dòng lắm. Nhưng mà cũng như kiểu là những cái kiến thức bạn đọc trong dân gian, kiểu bàn thờ thì phải Đông Bình, Tây Quảng, các kiểu. Nói chung nhiều thứ lắm, trong dân gian nhiều thứ lắm. Thì tôi nói thẳng với bạn là nếu bạn thực sự bạn quan tâm đến phong thủy, bạn muốn theo học thì bạn nên đi học để bạn thấy là khi bàn thờ thì bạn đo có linh thì bạn yên tâm, còn Đông Bình, Tây Quả nó chả liên quan cái gì cả. Bạn thích để bình ở đâu là việc của bạn, thích để hoa quả ở đâu là việc của bạn. Nó không chắn gì, nó không chắn cái đường linh này thì là gia tiên nhà bạn về được không. Còn các thầy dân gian thì muốn cho nó hoa hòe hoa sói thì có thầy phải mô tả chứ. Chẳng nhẽ đến nó không mô tả, không chém loạn lên thì làm sao gia chủ tin giả tiền được. Thế nên phải chém, thì mỗi người một ý. Còn tôi khuyên các bạn thì là cứ khoa học thôi. Mình cứ cầm máy mình đo cái gì nó đúng thì là nó đúng, đúng không? Giống cái câu chuyện tôi có kể là ngoài lề một chút nhưng vẫn là cái câu chuyện của thầy dân gian ấy. Tức là khi tôi bốc bát hương, tôi về nhà mới năm 2007 khoảng đấy nhá các bạn nhé, ở Tam Trinh. Tôi bốc bát hương một thầy anh từ hồi đấy. Mình khuyên mọi người không tin, thì bây giờ tôi bốc bát hương một thầy anh, xong tôi mời các thầy phong thủy đến. Ai mà ôi mày mạnh lắm, ôi tốt lắm, có ai dám chê đâu. Vì họ có gì để họ chê, họ không có một lý thuyết nào để chê. Mình đo thì tôi còn giật mình cơ, vì bình thường bốc bát hương bằng cho nếp là cái trục linh các bạn đo, các bạn kiểm chứng là trục linh là nó giật ra giữa như thế này, nó cũng rất là mạnh. Tuy nhiên là khi bốc bằng bột thành anh ấy, nó mạnh cao hơn rất nhiều. Nói tóm lại thì những vấn đề gì các thầy dân gian hỏi mà bạn thấy chưa hiểu thì có thể nếu tiện thì tôi sẽ làm thực nghiệm cho các bạn. Còn trường hợp không tìm ra, chẳng hạn như cái chuông gió thì chả ai tặng tôi cả. Đấy, còn cái này thì tôi sẽ hỏi xem mấy bạn đệ tử có cần lấy quay clip không thì tôi sẽ gửi cho họ quay. Thay vì trước đây mình vứt đi đúng không, bây giờ tận dụng làm clip note.